Hi guys, xin chào tất cả các bạn, mình là VE và mình đã quay trở lại cùng với Vlog 4. Đây là dòng sau mới nhất mà VE vừa mới sáng chế ra, tới nỗi VE sẽ tiết lộ với các bạn cây sau này sau nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần như thường lệ Q&A. Bí quyết chăm sóc da của chị là gì? Luôn giữ cho chúng thật là sạch sẽ và che chắn chúng thật là cẩn thận khi ra ngoài đường. Tên thật của chị là gì ạ? Giống như là các bạn biết tên xấu lắm hay sao á, mà câu hỏi này được rất nhiều lượt like luôn. Chị không muốn nói ra tên thật của mình một chút nào luôn, tại vì nó rất là kỳ, nghe rất là đàn ông. Mọi người cứ gọi chị là VE đi. Chị có đang làm việc ở đâu không? Chị nghĩ là chị đang không có nhu cầu tìm việc, cho nên chị đã có người yêu chưa, và mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là như thế nào? Vấn đề này thì khá là riêng tư. Chị có người yêu rồi và chị đang trong một mối quan hệ nó khá là phức tạp. Mẫu người đàn ông lý tưởng thì chung thủy, ga lăng. Và thứ ba đối với chị đó là phải đô con. Còn một điều nữa đó là chị rất là thích những người đàn ông nhóm máu ô, tại vì chị là một người con gái nhóm máu ô. Hai người này mà kết duyên với nhau thì trên cả tuyệt vời. Vì nói vậy thôi chứ Vi cũng chưa có muốn có bạn trai mới đâu, cho nên là mọi người đừng có nghĩ là Vi thả thính nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần make up phù hợp với lại dòng son mới My Secret Rouge của Vi nhé. Đây là VE đã xong những bước cơ bản. Bây giờ VE sẽ giới thiệu với các bạn dòng son môi này nhé. Đây là cây son My Secret Rouge mà VE vừa mới chế tạo ra. Bây giờ VE sẽ quấn lên môi để xem nó lên môi như thế nào nha. Thì cây son này á, là một màu đỏ mà VA cảm thấy rất là yêu thích. Đây là cái màu mà VA đã chế tạo, nghiên cứu và nhớ lại cái màu son trước đây. Cây son đầu tiên mà bạn trai của mẹ VA đã tặng cho VA. Lúc đó VA còn nhỏ lắm, cho nên là VA không có nhớ được cái brand của cái cây màu son môi là gì. VA chỉ nhớ là cái màu son đó nó rất là ám ảnh. Màu son này nó khá là lỏng, tại vì do VA vừa mới lấy nó ra, nhưng mà các bạn cứ đợi một chút đi thì nó sẽ khô lại ngay. Các bạn thấy VA như thế nào? Bây giờ VA xin bật mí màu đỏ trên cây son này là có bí mật gì nhé. Thật ra thì màu son đỏ này nó có sự hòa quyện của đỏ thẫm dòng son A và tính chất lì của dòng son B, là hai dòng son mà được các bạn trẻ rất là yêu thích trước đây. Thì thực sự chất lượng của nó rất là tốt và
các bạn hãy đặt mua nó đi, vì mặc dù giá thành của nó thì hơi mắc hơn hai dòng son kia một chút, nhưng mà nó là một thứ rất là hiếm và đặc biệt. Vi nghĩ là các bạn nên order nhanh lên vì số lượng rất là có hạn nhé. Ngoài ra các bạn đừng quên những dòng son cũ của VE nhé. Dòng son A và B thì vẫn còn hàng, còn dòng son O thì nay đã hết hàng. Vì dòng son này khá là hot cho nên các bạn hãy order nhanh tay để VE kịp pha chế thêm nhé. Và VE đã giới thiệu với các bạn bốn dòng son. Đợi em chút nha. VE đã giới thiệu với các bạn bốn dòng son mà VE đã nói đầu chút mà các bạn đợi VE ship nè. Dòng son B chuẩn bị giảm giá 50% nhé. Và xin lỗi các bạn vì tuần sau VE sẽ phải về nhà thăm gia đình. Nhưng mà có một tin vui, đó là dòng son O thì VE sẽ restock và sẽ giới thiệu các bạn vào vlog thứ 5 của VE nhé. Xin chào. Nếu các bạn yêu thích những video của VE và muốn đón xem những video tiếp theo của VE, các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của VE nhé. À còn quên nữa, các bạn hãy follow bản đồ này và đi tới nhà VE nếu như các bạn muốn mua hàng trực tiếp nha.